thì mình sẽ trả bằng lượt gỡ rối này. Thì cái lượt này là được tặng khi mua máy nha mọi người. Đó, nhấn một cái nó sẽ xoay như thế này đúng không? Nhưng mà em sẽ nhấn đè. Ồ, thấy không? Đó. Trời đã vậy. Ừ. Chị các bạn, video ngày hôm nay là một video khá là đặc biệt. Cũng đã lâu rồi tụi mình không có thử làm tóc cho nhau. Ngày xưa thì rất là hay đè đầu nhau ra nhuộm tóc. Nhưng mà thật sự là chưa bao giờ có một cái clip nào mà gọi là tạo kiểu tóc luôn đúng không? Và nhân dịp á là mình và chị Tiên á vừa mới thử được cái hai cái máy tạo kiểu tóc cực kỳ xịn, cực kỳ tiện và cực kỳ phù hợp cho những bạn mới bắt đầu hoặc là những bạn không chuyên á, có thể dễ dàng tạo kiểu tóc đẹp chuẩn salon tại nhà luôn á. Thì mình làm video này để review cho mọi người nha. Rồi thì mình cùng vào video nha. Rồi thì ngày hôm nay là Tiên có một cái máy ở đây của Helio, là máy dập sóng tự động. Để làm tiếng Việt mình dịch ra vậy chứ tiếng tên tiếng đúng là Helio Instagram. Thì em này nó sẽ là có một cái màu tím rất là xinh luôn. Trời, lúc mà mình mở cái này ra mình không nghĩ là nó xinh tới như vậy luôn á. Kiểu màu tím pastel mà cầm rất là chắc tay và xịn tay luôn nha. Rồi, gọi là cực kỳ thích luôn. Thì mình là một cái đứa rất là vụng về trong những cái câu chuyện làm tóc của mọi người. Thì lúc mà biết có cái máy dập sóng tự động này nè, mình rất là thích. Và kiểu như là về là mình thử liền luôn. Thì thì cho một số bạn quan tâm ha, thì cái phần lõi của máy á, là cái trục sóng đôi là khoảng 28mm. Thì mình thấy đây là một cái khoảng cách vừa đủ để mà mình làm tạo sóng kiểu như giống sóng Hàn Quốc mà nó không có bị quê quá và cũng không có bị gọi là nó bị lỏng quá á. Thì trong này nó sẽ là chất liệu gốm và có phủ tourmaline. Thì theo hãng có ghi ở trong cái phần description đó là cái đây là cái trục sẽ giúp phân giải ion gấp 6 lần và nó sẽ giảm những cái hư tổn cho tóc ha. Hơn nữa là một cái điều mình cực kỳ thích nhất luôn là cái máy này là một cái máy kẹp tự động á. Kiểu như là mấy bạn chỉ cần dập tóc ra, bấm vô một cái bật là nó sẽ tự làm cái lượng sóng luôn. Thì nó rất là tiện so với những cái bạn newbie. Và đặc biệt là nó có ba chế độ nhiệt là 160, 180 và 200. Thì những bạn tóc mỏng hay tóc dài đều là dùng rất là ok luôn. Mình tóc mỏng thì mình dùng 160 và nó đã đủ xoăn rất là tự nhiên rồi. Nhưng mà em thấy là tại vì em cũng có một cái máy uống sóng của Hàn Quốc á. Thì là cái thân máy là nó kiểu là nó sẽ là hình chữ V đúng không? Kiểu mỗi lần mà mình kẹp á cái là mình phải dùng cái lực tay nhiều máy sóng kiểu lượng như vậy nè. Thì kiểu cái phần tay nắm á mình phải dùng nhiều lực hơn mà rất là mỏi tay. Còn cái này á mình chỉ cần vậy thôi là thấy ấy rồi đó. Rất là tiện luôn. Còn Trang á thì sẽ unbox và review một chiếc máy uống tóc mới cũng của Helio luôn ha. Đây, trời ơi, nhìn cái bao bì á thì nó cũng đẹp và xịn không kém gì cái máy của chị Tiên luôn. Thì cái máy này á tên là máy uống tóc tự xoay Helio Insta Curl Premium ha mọi người. Đây, trời ơi, cái màu của cái máy này á thì nó sẽ đậm hơn cái máy của chị Tiên một chút xíu, nhưng mà nó cũng là một cái tông tím pastel rất là sang và xinh luôn á mọi người. Nhìn đẹp ghê. Nhìn nó rất là xịn luôn. Và này là phần nhìn thôi nha, nhưng mà nếu mọi người cầm trên tay á, mọi người sẽ thấy á, là nó xịn đến cỡ nào. Tại vì nó rất là cứng cáp và chắc chắn nặng tay luôn. Lúc mà Trang xem thông tin về máy á, thì cái trục uốn này á, là 32mm ha. Và cái chất liệu á, là gốm phủ tourmaline cùng với 4 cổng sản sinh ion âm, giúp sản sinh ion âm gấp 18 lần so với các loại máy uốn thông thường. Thì cái việc này á, sẽ giúp cho mái tóc của mình khi tạo kiểu xong á, thì nó vẫn bồng bềnh, ống mượt nè. Và rất là đảm bảo cho mái tóc mình không bị hư tổn sau một thời gian dài sử dụng. Và về phần thiết kế của máy thì Trang thấy cực kỳ thông minh và tiện lợi luôn. Thì cấu tạo của máy thì sẽ có một cái trục uốn và có cái ngạnh gỡ rối này nữa nè, rất là tiện ha. Máy có 3 chế độ nhiệt, đó là 170, 190 và 210 độ C. Cùng với cái chế độ Smart Timer là sẽ thông báo cho mình khi mà uốn từng lọn tóc xong và tự ngắt điện sau 30 phút dùng. Rất là tiện lợi cho các bạn newbie nè, và vừa an toàn vừa dễ sử dụng nữa. Mọi người hiểu rõ hơn thì mình sẽ thử trên tóc tụi mình luôn ha. Giờ tụi mình sẽ tìm cái góc quen khác để có thể quay được kỹ tóc của hai đứa. Rồi, chuyển cảnh rồi nha. Bây giờ thì chị Tiên sẽ thử cái máy dập sóng của Helio trên tóc của Trang xem như thế nào nha. Ở đây là tóc của Trang là mới gội đầu tối hôm qua nha, không có tạo kiểu gì hết. Đầu tiên là mình nhấn giữ cái nút này nè, nút bật, không phải nó sáng lên thì là mình sẽ bấm cái nút cái thanh tím tím này để mình chọn nhiệt độ. Thì tóc Trang hơi dày nên mình chọn 180 đi. Nên cũng hơi amateur đồ đó. Nhưng mà nó nóng lên cũng nhanh đúng không? Đúng rồi, nóng cũng nhanh. Để tóc suông mượt thì mình sẽ trả bằng lượt gỡ rối này. Thì cái lượt này là được tặng khi mua máy nha mọi người. Em này là lượt gỡ rối Umi. Màu tím, mộng mơ.
Thôi để mình lấy một cái cọng nhỏ cho mọi người thấy nha. Đó, mình chỉ cần kẹp cái bạc vô này thôi nè. Đó. Sau mình đợi khoảng 3 giây cái mình nhả ra. Em thấy nó kiểu nó đỡ mỏi tay hơn hẳn. Ờ, nè, nè, không biết mọi người có thấy không, nhưng mà nó sẽ hơi lợn lợn xoăn xoăn rồi nè. Đó, giờ mình sẽ để lâu hơn một xíu nữa cho mọi người dễ cao nha. Dạ, xin lỗi mọi người nha, vừa ấy cái nó. Vừa ấy. Đó, đây. Đó, thấy chưa? Đó, nó sẽ xoăn xoăn vậy nè. Thì nó tùy vào cái phần giữ lâu của bạn thì nó sẽ tạo cái độ xoăn theo mong muốn. Và thường mình giữ bao nhiêu giây? Thường á, chị làm mà nhiệt mà chị để 180 thì chị để khoảng 3 giây thôi. Tại chị không muốn nó xăng quá nhiều. Cái xăng em thấy nó xăng rõ á. Ờ đó, thôi mọi người thấy không? Nó tạo nếp rất là rõ và đẹp hơn cái máy kia mà em rất từng xài. Ờ đó, đó. Thường tự làm á, mà để thuận tay á thì mình sẽ không có kẹp được gì, mà mình sẽ lật úp xuống vậy nè. Thì là cái chuột mình thấy nó cũng vậy thôi. Rồi bây giờ mọi người thấy tóc mình nó đã xù lên hẳn luôn đúng không? Nhìn nó rất là đẹp. Nhìn nó ở ngoài nó kiểu giận giận nhưng mà nó rất là tự nhiên á. Rồi bây giờ thì chị Tiên sẽ tiếp tục làm hoàn thành mái tóc của chị Tiên. Còn mình á thì mình sẽ dùng cái máy này ở trên tóc chị Tiên thử một lọn cho mọi người xem cho chị Tiên cảm nhận nha. Kiểu hướng dẫn lên tóc người khác thì nó dễ hơn á. Và còn lại thì Trang sẽ tự làm trên mái tóc của Trang. Thì đầu tiên á là Trang sẽ bật nút nguồn lên ha, nó có cái dấu hiệu nút nguồn như thế này nè. Đó nghe cái tiếng tít píp. Đó, mình bật cái nút nguồn lên. Xong rồi mình sẽ chọn mức độ nhiệt là cái nút ở trên nè, có cái chỗ độ C á. Thì mình sẽ chọn là 190. Thật ra là bình thường em chọn 170 nó cũng đã tạo kiểu ok rồi, nhưng mà thôi hôm nay chọn 190 đi. Và mình sẽ đợi tầm khoảng 3-4 giây gì đó là máy đã nóng lên rồi đó mọi người. Lấy ra như thế này nha, rồi nhét vào cái khe ở giữa như thế này nè. Đó, sao mà cứ nhét qua đây thôi. Rồi thường á là nó ở bên này á, thì mình sẽ muốn cái lọn á, nó xoăn theo cái hướng xoay ra bên này đúng không? Thì nó có nút mà, nút mũi tên bên phải và nút mũi tên bên trái. Thì mình uống bên nào á thì mình sẽ nhấn cái nút mũi tên bên đó. Ví dụ đây là Trang uống bên phải của chị Tiên đúng không? Thì Trang sẽ nhấn cái nút bên phải và mình nhấn đè luôn nha. Là mình nhớ là cái lọn tóc này nè mình phải để nó rũ xuống nha, chứ nó mà nó dựng ra ngoài vậy thì nó sẽ không có cuốn vào á. Đây đó, nhấn một cái thì nó sẽ xoay như thế này đúng không, nhưng mà em sẽ nhấn đè. Thấy không đó, trời ơi đẻ vậy. Qua không thể thấy nóng nha mọi đó, người đó, nghe tiếng 4 tiếng bíp 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 vậy nè là nó báo hiệu mình mở ra. Đó nè, nó sẽ như thế này nè. Nhưng mà kinh nghiệm mà uống tóc của Trang á là khi mà vừa uống ra xong á, mọi người đừng có dũi ra liền. Mình để như vậy nè, mình cứ để nó như vậy, rồi sau đó mình uống xong hết rồi á, mình dùng cái lược hoặc dùng tay, tốt nhất là vẫn dùng tay chải ra thì nó sẽ tạo cái độ xoăn cho tóc đẹp hơn và bồng bềnh rất là nhiều đó, mọi người thấy không? Nhìn nó rất là bồng bềnh luôn nè. Bây giờ thì Trang sẽ thử dũi ra thử cho mọi người xem. Đó, đây nè, nhìn nó rất là bồng bềnh, rất là nó kiểu như nó tạo kiểu uống rất là lọn xoăn, rất là tự nhiên á, nên là Trang rất là thích đó, thấy không? Ra để dành cho các bạn tự làm tóc tại nhà luôn á. Đây, trời, hôm bữa Trang thử xong á, Trang nói thì phải nói là mê. Bây giờ Trang sẽ làm cái tóc ở bên này là bên tay phải của Trang á. Thì thường á là ngược tay á nó sẽ bị kiểu khó làm hơn, nhưng mà với cái máy này thì hôm bữa Trang thử á là dù là ở cái bên mình không thuận á vẫn làm được. Mình sẽ bấm cái nút ở ngoài, ở bên ngoài là bên tay phải á, cái nút mà mũi tên hướng về bên phải á. Thấy không, mình không có phải kiểu bị ngược ngạo, tại vì xài cái máy uống kia á là phải vòng qua vòng lại rồi sợ bỏng nữa. Nói chung là một cái người mà trải nghiệm qua nhiều cái máy tạo kiểu rồi á, nên là em sẽ đánh giá được rất là dễ dàng là xem là cái nào mà nó dễ xài thiệt sự hay không. Đó, mọi người thấy không? Thì đây là cái phát minh vĩ đại nhất đối với Trang luôn á. Cái máy tạo kiểu tóc mà nó là Trang cực kỳ thích luôn. Giờ thì Trang sẽ làm nốt hết tóc.
Rồi, khi mọi người xem xong thì mọi người cảm thấy như thế nào thì tụi mình chỉ ngồi đây nhưng mà là hai cái mái tóc rất là khác biệt. Khác bọt luôn, hồi nãy coi thì thấy tóc mình nó hơi bết bết xẹp xẹp, bây giờ thì thấy rất là phồng ha. Thì trải nghiệm của mình đối với cái máy dập sóng tự động này rất là hài lòng luôn mọi người. Thì ngoài cái chuyện mà nó rất là dễ dồn đối với doanh nghiệp dư như mình thì mình thấy nhất là nó còn tạo kiểu nhanh. Và trong những cái ngày mà tóc mình bớt mà mình kiểu như mình không có muốn gội đầu thì mình để kẹp cái này lên những cái phần chân tóc của mình, tóc mình nó phồng lên rất là tự nhiên luôn. Bạn nào mà kiểu tóc mỏng mà rất là dễ bị xẹp giống mình thì mấy cái máy uống sóng này cực kỳ là kiểu như cứu tinh đắc lực luôn. Và ngoài ra thì cái lúc mà chờ cái máy nóng để mình kẹp tóc cũng rất là nhanh nữa. Nhìn chung thì mình thấy em này làm tóc vừa đẹp và vừa nhanh, siêu tiết kiệm thời gian luôn. Thật ra lúc mà inbox máy á, là Trang đã rất là thích rồi. Tại vì nhìn cái màu tím pastel nhạt xinh xắn nè, rồi cầm nặng tay, thiết kế xịn sò các thứ. Nhưng mà đến lúc mà Trang đã tự trải nghiệm và thử cái máy á, thì Trang phải nói là Trang mê lắm, cực kỳ mê luôn. Và Trang nghĩ là từ nay về sau á, là Trang sẽ chỉ dùng cái máy này để làm xoăn cho tóc thôi. Vì là máy uốn tự xoay á mọi người, nên là Trang chỉ cần để lọn tóc vào nè và bấm á, là máy sẽ tự làm hết và mình chỉ chờ báo giờ rồi thả ra là xong. Vì cái tính năng thông minh này nè, cùng với cái chụp uốn làm bằng gốm phủ tourmaline và công nghệ ion âm á, nên là tóc của Trang khi mà tạo kiểu xong á, thì nó sẽ bồng bềnh ống ả và tạo được cái lọn xoăn á, rất là đẹp luôn. Nếu mà mình muốn giữ được cái kiểu tóc lâu hơn á, thì mình có thể là xịt cái hairspray nè, phần cố định tóc á, thì sẽ giữ được tới tầm 7 đến 8 tiếng lận kiểu tóc đó mình sẽ vào nếp, nhìn bồng bềnh tự nhiên cực kỳ luôn. Một điểm mà Trang rất là thích nữa là cái thiết kế của cái máy này á, là có ngạnh gỡ rối bằng nhựa xung quanh cái trục uốn, thì vừa giúp cố định tóc nè mà lại hạn chế được cái trường hợp mà mình làm bỏng tay so với những cái máy uốn thông thường mà Trang đã từng dùng. Tại vì Trang đã từng bị bỏng với cái những cái máy chụp uốn thường rồi. Máy làm xoăn hai chiều nên là dù là mình uốn ở bên trái hay bên phải đều rất là dễ dàng và tiện lợi luôn. Bạn nào mà thích tự làm tóc tại nhà mà không khéo tay thì Trang cực kỳ recommend mọi người thử hai cái máy tạo kiểu tóc này của Halio ha. Đối với Trang thì cái máy này nó vừa an toàn, vừa tiện lợi, dễ dùng, lại có thêm chế độ là bảo hành một đổi một, nên là tính ra là không hề đắt luôn. Mình sẽ thể dễ dàng có được cái mái tóc đẹp chuẩn salon tại nhà với hai cái máy uốn tóc dễ dùng này nha. Rồi thì tới khúc này chắc chắn là mọi người sẽ quan tâm tới giá tiền của hai em này luôn đúng không? Thì mỗi máy chỉ có giá là 1,5 triệu thôi đó mọi người. Tính ra là cực kỳ hợp lý và giá tiền cực kỳ tương xứng với chất lượng luôn. Như là mọi người mua bằng cái link bên dưới cái phần mô tả của tụi mình thì sẽ được tặng quà thêm nữa ha. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã coi cái clip tới đây. Chắc là nó sẽ rất là dài nhưng mà tụi mình muốn là làm mái tóc thật là kỹ cho mọi người cùng xem luôn. Vì hai đứa thật sự rất là tâm đắc khi phát hiện ra được hai chiếc máy này. Đúng rồi, và thật sự là mọi người tin Trang đi, khi mà mọi người thử hai cái máy này đó, mọi người sẽ bị ghiền đó. Rồi, và sẽ luôn có một cái mái tóc đẹp khi ra ngoài đường nha. Rồi, nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Pigeon Coffee và follow Instagram của tụi mình. Bye bye.